Đi ra máy đây anh em ơi. Đó, siêu xe này anh em này. Đó. Đi ra máy trải nghiệm những cung đường rất là vui nha anh em. Đó, siêu xe. Siêu xe đầy bờ đường luôn. À, bờ đồng, cánh đồng luôn. Mình giao cho một cái ông nào đang làm ở đây nha. Ông nào đang lái máy ở đây nè. Không biết có phải mấy ông này không. À kìa, bạn già đang chạy lên. Đó, mọi người thấy chưa? Ở đây là 79 nha anh em. Đó, bạn già đang đi lên. Chắc là phải đi xe. Anh chạy lên. Anh lật mình chạy lên đi. Con MS 250. À, đi chạy về nhà thắng đi. Có máy rửa không? Thì chủ máy rửa thôi. Nếu mà không sợ mưa thì cứ rửa thôi. Đó, siêu xe cõng đó, đây bắt đầu đi lên. Cảnh quê hữu tình không anh nhá. Quê mình đây, đây chính là quê mình. Mỗi nhà một siêu xe. Quê mình. Chú Hiền có nhà. Đó, anh em có nhu cầu mà làm máy hót lúa, độ dằn sới gì thì liên hệ đây nhé. Anh anh Hiền. lên uống cà phê đã. Uống đi anh. Dạ. Uống cà phê fan ơi. Mới uống sáng rồi. Mới uống sáng à? Đâu anh? Chạy qua giao cái máy cho Đức á. Ship cho Đức à? Ờ. Tao bảo mưa gió này bảo nó giao cho đi chạy sang mất công. Mọi người cứ nhớ cái số điện thoại này không? Đầm Cóc
0947207718. Đó, kỷ niệm ngày xưa cách đây khoảng bao nhiêu năm thôi nhỉ? 5-6 năm. Ông bạn đó là cũng lấy một chiếc FS250 đó mọi người. Thì hiện tại thì những cái anh em khách hàng thân thiết bên mình ấy, hoặc là người nhà, người thân trong gia đình hay là bạn bè của mình thì toàn bộ là đều sử dụng FS250 hết. Tuy là FS250 nó không có mạnh như những cái dòng máy khác 42-44 ly, nhưng mà FS250 nó rất là bền. Và mình bán hàng đi cho những người thân, người nhà trong gia đình hoặc là những bạn bè ấy, thì mình cần nhất cái gì mọi người? Không thắt cái dây xích chất lượng. Vì khi mọi người thấy là nếu như mà bán cho người thân của mình, bạn bè, anh em, người nhà mình mà cái chất lượng nó không tốt thì nó ảnh hưởng rất là lâu dài đến cái tình cảm sau này. Nên mình sẽ lựa chọn tư vấn cho khách là dùng FS250 nha mọi người. Ở đâu rồi ta? Ở dưới kia. Ở dưới kia. Đâu phải đâu. Tại vì lại có thấy cái xe cây đấy này. Màu xám này, màu cam này, chạy xuống dưới kia xong. Đeo một gì đó. Về nhà mới có tiền. Tài khoản mấy ông này làm lúa không? Nhiều tiền lắm. Đám đất này xong chưa? Ngày mai đi phát cái cỏ ấy. Đám đất này xong chưa? Chưa xong. Nhà đó công việc giờ vất không. Đây, FS250. Bác nhấc xuống em bác. Cái kéo nó đụng lên trần. Rồi, ok. Dạ, máy cắt cỏ bác. Dạ. Thịnh lâu nay có về không? Dạ. Dạ. Cũng lâu lắm là không gặp Thịnh. Dạ. Thịnh lấy vợ này nhỉ bác? À dạ. Rồi, ok, nổ thử luôn. Dạ. Dạ. À dạ, cháu có mấy đứa em đó mà nó cũng chưa có chịu lấy chồng. Cứ thế là ngoắc vào thôi hả? Đúng rồi, nổ máy lên trước đi đâu. Đổ sáng dạ. Như giật luôn hả? Dạ. Dạ. Không chịu tán gái cứ mãi làm này mới tốt này. Nói em đây. Thôi giờ lấy ga được rồi này. Ngọt quá. Tắt rồi. Ở công tắc bên trên tay cầm trên này. Gạt đằng trước. Gạt đằng trước là nó tắt. Gạt đằng sau là nổ. Đúng rồi, gạt đằng sau là nổ. Ở đây là hướng dẫn qua nhé. Đây là cái phần bơm xăng này, núm bơm xăng. Mình cứ bơm là sao thấy nó lên đầy là được. Đừng lấy móng nhé. Từ lấy móng là nó. Okay. Còn đây này, nó có cái ký hiệu này, giống như kiểu cái van nước vậy đấy. Gạt xuống dưới này nó đóng này, đóng cái đường nước lại này. Mở ra đây này. Đó. Đó. Khi mình giật thì mình khởi động thì mình kéo xuống dưới. Khi mà giật nó mồi xăng lên, khi nào nó xăng nó lên thì nó nổ cái phè một cái. Nổ phè cái thì mình mở nó ra.
Rồi ok. Rồi bấm ga lên rồi giật, hoặc là ở trên cái tay ga này nó có cái chế độ cài ga này. Bóp ga vào xong rồi gạt về sau nó cài này. Anh Thái này này, để em lấy cái đứng xịt ra sau thì. Rồi giật thử cái này. Đây, khoan. Cái này nó đang nổ rồi á, nó không cần đóng e nữa nhá. Đang nổ rồi, nó mở e ra, giật luôn. Bây giờ nó rú, nó quay lưỡi dao nhá. Đấy, cài về cái chế độ sau này là lưỡi dao nó quay đó. Giật đấy. Đó, bóp cái nó hết rồi. Bóp cái là nó hết, nó nhả ra. Ok. Ôi, giao cho bạn già nha anh em. Chiều ra rô đai xong là ra làm thử cái đám này thử xem này. Đầy đủ. Mấy cô